Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Anh Hương ơi. Dạ. Vậy. Trời sao anh chua với em quá, anh Hương ơi. Hơi. Dạ. Thường em thấy là người ta hay sử dụng cái khung như là một cái bức tranh hay là một cái gương thì nó là bình thường. Thì với một cái người mà có được rất là nhiều những cái góc độ mà gọi là thiên biến vạn hóa nhanh. Nếu anh được trao tặng cái khung đó, anh sẽ biến nó thành đạo cụ gì? Sao cho nó lạ nhất anh nhỉ? Nó cũng có thể là một chiếc nắp quan tài, chỉ còn cái khung không thôi, mất cái phần trên. Nó có thể là một cánh cửa, một cái nắp của cái rương, hoặc là một cái song sắt của một nhà tù nào đó. Nhưng mà bị phá vỡ. Rất là nhiều những ý tưởng độc đáo. Nếu là Phạm Hương, bạn được gửi cái khung đó, bạn nghĩ nó là cái gì cho nó ấn tượng nè? Em chỉ nghĩ ra một cái, đó là khung hình. Cái đấy là cái đầu tiên là em nghĩ tới. Đúng là người mẫu có khác là nghĩ tới hình đẹp. Thế còn John, nếu mà John được phát cái đó thì John sẽ biến nó thành cái gì? Phơi đồ. Phơi đồ. Yes. Chắc vậy. Trời John, sao bạn dễ dãi quá vậy John? Ai nói sao cũng chịu hết trơn vậy đó hả? Nếu mà Trấn Thành được đưa cái khung đó, biết đâu tôi sẽ biến thành cái hồ bơi. Yeah. Hoặc là cái xe xích lô, cái xe kéo á. Xe kéo hay. Dạ vâng. Sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau để chúng ta biến một cái khung thành những cái gì, tùy thuộc vào cái sự tưởng tượng của mình. Còn riêng về nỗi đau, khi mà nỗi đau nó đến với con người thì mỗi một người nghệ sĩ họ sẽ chuyển hóa nỗi đau đó thành một cái năng lượng khác để phục vụ cho cái công việc họ đang làm. Nỗi đau mà John có, John sẽ biến nó thành một bài múa đương đại. Nỗi đau anh Hương có, anh sẽ truyền tải vào một bài nhạc. Thành đang thắc mắc là nỗi đau nếu Phạm Hương có, bạn sẽ biến đổi nó thành cái gì? Nếu em mà có nỗi đau chắc là em phải để gió nó cuốn đi thôi anh. No. Trời ơi thơ. Em à, em hiền quá. Tất cả phải đặt dưới chân của em và bước qua. Tôi chân dài và những cái catwalk của em rất là tuyệt vời đúng không? Hãy biến nó thành cỏ. Và lúc đó mình hát bài Em đi trên cỏ non. Với người khác thì có thể như vậy, nhưng với em thì từ trước tới nay luôn nhìn mọi thứ theo một chiều đó là tích cực nhất, dễ chịu nhất. Nên là mình nghĩ rằng là mọi thứ nhẹ nhàng đi thì tâm hồn mình cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Dạ vâng. Đó là cách chuyển hóa nỗi đau của ba vị giám khảo. Khi gặp nỗi đau, thí sinh sau đây sẽ làm gì? Hãy chào đón câu chuyện của Ngọc Khánh. Đúng với những gì mà Khánh mong đợi, một mái tóc in được hết với cái diện mạo mới. Cái tự tin của mình bây giờ nó dâng lên đến 100% rồi. Lúc nào cũng muốn là mang đồ thiệt đẹp và đi ra đường để cho người ta ngắm. Một người mập cứ thả lỏng ngồi ngửa ra sau, thành ra tạo một cái thói quen rất là xấu. Tướng đi thì lúc nào cũng đi như đi chợ. Tất cả những cái sai sót trong cái việc đi đứng hay là phong thái đã được chị Nhã Trúc chỉnh sửa và trau chuốt rất là tỉ mỉ. Thấy những cái bức ảnh cuối cùng của mình, cái hình ảnh đầu tiên đó rất là hạnh phúc. Mình thấy được mình trong cái tấm hình đó, nó khác biệt hoàn toàn so với khi mà mình vừa bước chân vào trong nhà chung. Thậm chí là mình mang được những cái size mà người ta bán sẵn luôn. Mừng, tại vì mình đã thay đổi hoàn toàn. Thank you.
anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời, dẫu không bao giờ đến bên người. Thưa quý vị, cực kỳ ấn tượng và xúc động với Ngọc Khánh và Huỳnh Mến với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Và nếu như quý vị có nhận ra thì bốn câu cuối là tiếng hát của ca sĩ Minh Thuận. Đúng là Huỳnh Mến quá thông minh khi mà lựa chọn những cái ca khúc mà đánh vào trái tim của người khác như vậy. Nhưng mà bạn cũng phải cảm như thế nào, và bạn nghĩ ra cái câu chuyện đó phải như thế nào, và cái khả năng trình diễn của hai bạn cũng phải như thế nào để cho mọi người có những cái cảm xúc như vậy, chứ không phải là chỉ mượn cái ca khúc về một cái người mà mọi người đều yêu quý mà đã không còn nữa để mà đánh vào trái tim của người khác. Và nếu như quý vị cảm thấy là đồng cảm với tiết mục vừa rồi, chúng ta hãy nhấc điện thoại lên và soạn ngay bên khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 một tin nhắn, và hãy ủng hộ cho Huỳnh Mến và Ngọc Khánh. Xin mời anh Hưng ạ. Cảm ơn các em đã làm một cái việc rất là dễ thương, nói ý nghĩa thì nó hơi lớn lao, nhưng mà có sự thông minh trong việc lựa chọn bài và đánh vào tâm lý của khán giả cũng như là những người em, anh chị em nghệ sĩ ở ngay thời điểm gần nhất khi sự ra đi của anh ấy vừa để lại trong lòng mọi người. Bài hát này bản thân đã hay rồi, bây giờ được gắn bởi giọng hát của một người vừa ra đi, một người rất đáng yêu nữa, thì Hưng tin là cảm xúc nó lên gấp bội lần. Và bây giờ là bán kết rồi, Hưng đã được nhìn thấy tất cả những bài dựng của Huỳnh Mến, bài nào cũng có điểm nhấn và có chìa khóa rất rõ ràng. Hưng thích cái sự thông minh của nghiêng bức tranh nè, rồi bay từ trong bức tranh bay ra, trời ơi nó phi thực tế. Nói chung đây là một bài luận văn nhé, mở bài, thân bài và kết luận xuất sắc, hết hồn. Hồi xưa thường em đi học á thì em cũng đọc bài văn, cô cũng viết có hai chữ thôi, lạc đề. Còn Hương thì sao? Khi mà tuần thứ tư thì Phạm Hương chưa được may mắn xem bạn Ngọc Khánh nhảy, vì khi đó thì bạn có trình diễn một tiết mục mà ngồi trên chiếc xe lăn. Thì lần này thực sự là Phạm Hương rất là tò mò, không biết rằng là Ngọc Khánh sẽ trình diễn như thế nào. Bản thân Phạm Hương thì rất là đam mê thể loại đương đại, vì nó cho người ta thấy được cái chiều sâu cũng như thường chạm tới cảm xúc của khán giả. Thì với tiết mục của Ngọc Khánh cũng như chị Huỳnh Mến dàn dựng cho Ngọc Khánh lần này cũng như vậy, mọi thứ rất là gần gũi trên sân khấu và các bạn làm mọi thứ rất là đẹp, nhịp nhàng, duyên dáng. Và đúng, những cái cảm xúc mà bạn Ngọc Khánh mang đến chính là nỗi đau ngọt ngào. Và cảm ơn hai bạn với một tiết mục rất là đẹp. Mời John. Bài của tụi em đầy cảm xúc, đầy kỹ thuật, đầy động tác, rất là tuyệt vời. Và mỗi tuần anh biết anh nói với Khánh là anh muốn em nhảy nhiều hơn, anh muốn thấy em nhiều hơn nữa. Và hôm nay em lột xác, anh thấy em từ đầu đến cuối bài, anh rất tự hào với em. Wow. Hiếm khi nào có được một cái lời nhận xét mà nó trơn tru và nó đầy đủ sự khen ngợi của John Huy lắm. Tại vì anh ấy làm nhà chuyên môn rất khó tính, có thể bắt bẻ thí sinh bất kỳ lúc nào. Nên là nhận được lời khen hôm nay thì... Dạ vâng. Cũng đáng tự hào chứ đúng không ạ? Sau bao nhiêu cái khó khăn, cái nỗ lực mà bạn đã trải qua, cuối cùng bạn cũng nhận được một lời khen hầu như là trọn vẹn từ anh Huy. Và riêng một cái phân đoạn cuối thôi, khi mà bức tranh đưa xuống, cô Mến cũng mất hoàn toàn trách nhiệm của cô. Chỉ có cái bức tranh thì một mình bạn gánh vác cái phân đoạn cuối cùng. Thì đúng là bạn đã làm tròn trách nhiệm để kéo người ta về cái cảm xúc đông đầy nhất, để nó động lại tại một điểm sau chỉ bốn câu hát thôi. Thì thành sự rất là cảm ơn bạn đã làm được đúng cái điều đó, để cho ban giám khảo cảm thấy rất là tự hào về bạn, và cả Huỳnh Mến nữa. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là điểm số của ban giám khảo dành cho họ. Mời anh Hưng ạ. 10. Tôi nghĩ cũng xứng đáng. Phạm Hương. 10. Và anh John. 10. Tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù chỉ là tiết mục thứ ba thôi. Khóc hả? Ủa sao kỳ vậy? Bữa nay... sao Mến, em có nỗi niềm gì mà hôm nay em lại xúc động dữ vậy? Thế ôm được cái ôm luôn hả? Bữa nay làm gì buồn gì mà xúc động dữ vậy? Sao vậy?
gây lộn bạn trai hả? Tôi chưa bao giờ thấy như vậy hết á. Sao vậy? Lâu lắm rồi. Quan này bị gì? Vì tuần này gặp rất là nhiều sự cố giữa em với Khánh á, xong rồi em có giống như là tự trách bản thân mình, không biết mình có đang đòi hỏi cao quá không với em. Nói nhiều lần em hơi ác với nó luôn, nhưng mà rồi hôm qua nó cũng bị đi bệnh viện nữa, cho nên là em không biết nói sao. Kệ đi em, vô bệnh viện em đâu biết nó làm gì ở trong. Nó vô nó truyền nước biển để nó khỏe hơn, nó phóng ra nó nhảy như, thấy không? Vô địch 3 con 10, em thấy không? Đôi khi nó có những cái mà mình trải qua, là sau đó qua tất cả những cái khó khăn đó mình mới thấy mình làm được, mình thấy wow, cái gì cũng có cái giá của nó, ha. Cảm ơn Huỳnh Mến và Ngọc Khánh đã lao động rất là nghiêm túc. Vô một tràng vỗ tay nữa cho hai người nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.